Ủa thì ổn như này nè, thấy con đây. Đấy. Thế là cứ ngày rằm mùng 1 và tháng 7 là hay bị như này lắm mà chị. Tôi thấy riêng quả thế chứ, tôi có không gặp cái này đâu rồi. Nếu nếu mới làm thì tôi không có bị đâu. Cháu ra ngồi với tối nha, như hôm nay tối nữa. Mời các bạn mà xem cái ai già đây, cứ phê con người ta chả biết thế nào được. Phòng này mà chung là ấy thì anh có đèn một lát, bật thêm một cái đèn một lát nữa cho nó sáng. Anh có đèn một lát không? Không. Ồ, đi vào trong này bốc một cái mùi hôi thối lắm của chú anh chị ạ. Ôi giời ơi. Nếu mà ở như thế này thì nếu mà cô chú anh chị mà ở đây thì chắc không ở được. Hôi mà bát đĩa. Học hành đại học đấy, phục vụ trong quân đội 3 năm rồi đấy. À. Nhưng mà tự nhiên đổ bệnh. Chị có cái điện thoại là bật thêm cái đèn bật lát cho sáng sáng em quay ở trong này. Ù mùi lắm luôn. Mùi lắm, chú nghĩ để ở đây mà ăn ở đây luôn mà. Sợ quá, cô chú chị. Bật cái đèn thêm cái đèn này để em quay cho nó sáng ở trong này. Tối lắm. Dạ. Đấy, chú nhìn đây kinh chưa? Ôi giời ơi, cái mùi không thể chịu được. Cứ ăn ở đây luôn thế này. Nói chung là cô chú chị cho em cái xong rồi tí nữa chị chia sẻ một tí. Wow. Ôi cô chú anh chị thông cảm nha Lâm mà. Chia sẻ chỗ mùi quá. Dạ. Mùi quá. Ra đây đi, ra đây. Mùi quá. Rồi rồi, ok. À, mến chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Dâu. Thì ngày hôm nay Dâu đang có mặt tại khu vực Làng Kép, tổ dân phố 6. Thì có anh Lẫm anh cũng dẫn đi thăm hoàn cảnh của một gia đình. Thì hôm nay mời toàn thể cô chú anh chị và các bạn theo chân của Dâu đi vào thăm gia đình anh chị. Đây là ngôi nhà của anh chị, cũng được đoàn vì người nghèo của tỉnh Gia Lai đã tặng ngôi nhà. Thì mời anh chị theo chân của mình đi vào. Đây là anh Lẫm, xin mời anh dẫn em vào xem gia đình như nào. Anh có thể nói sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình như nào anh? Như thế này này, thứ nhất là trước hết là chào tất cả các khán giả của kênh Vlog, Dâu Vlog. Đây là mình thì cũng ở khu vực này, đây là địa phương của mình. Thì qua cái kênh truyền hình này thì mình cũng xin chia sẻ với tất cả các cộng đồng là có một cái điều kiện hoàn cảnh anh chị là anh bị tai nạn này, nên điều kiện cực kỳ là khó khăn. Nên là mình không phải nói cái gì, nhưng đây là những cái hoàn cảnh đáng thương, đáng để ví dụ như là tất cả ai mà muốn có tâm để lan tỏa, để yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Thì mình cũng nói chung là mình cũng nhờ cái kênh này là xin tất cả các quý cộng đồng rồi là trong nước và ngoài nước đến những mà có cái tâm hướng thiện, thực sự là hướng thiện thì mình sẽ hướng vào những cái đây là thực tế nhất. Đó. Mời anh sẽ có thể dẫn em vào xem gia đình như nào. Cái xe này là của anh nhá. Xe của anh. Thì em đến em có gì hồi nãy em đi cóc qua cóc thầy. Là em có một tấm hình này để em tặng anh chị cho nó bình an. Đấy. Cảm ơn anh. Anh Lẫm là anh ấy vừa qua cái khu vực cốc của thầy và có mua cái bức ảnh của thầy Minh Tuệ. Anh ấy mua cái bức này là tặng anh chị để cầu phước. Đấy. Cầu phước, cầu an. Dạ. Cái xe này là xe của anh à? Xe của Bằng. Của ông chồng ở bên mặt trận Họ tặng à? Họ tặng, họ bên anh bị làm sao chị nhỉ? Khuyết tật lao động. Anh bị mấy năm rồi? Bị 11 năm rồi, 12 năm rồi. Anh chị là được mấy cháu? Có một cháu ạ. Cháu năm nay cháu 20 tuổi, 21 tuổi, 20 tuổi. Đây gia đình gia cảnh đây, rất bạn. Nghèo các bạn. Đấy. Thôi mình đi vào nhà thăm anh tí nhỉ. Rồi ok, đi vào. Xem các bạn xem cái không gian xung quanh nhà. Đây nhà đoàn tụ người ta. Anh Lẫm là anh nghe cũng đi qua cái cốc của thầy và có mua tấm hình của thầy Thích Minh Tuệ thì cũng muốn tặng cho gia đình để mong là gia đình được may mắn. Anh em vào nhà đi. Có điện sáng được không chị? Đây điện. Gia đình cũng hoàn cảnh nên ánh sáng hơi kém tí. Tối bật lên mà tối quá. Chào anh nhá. Nó được sáng. Có cái sáng thì mua cái sáng thì cháy nó, mất rồi. Nó không được sáng. Các bạn chân bị liệt teo hết rồi. Chân thì bằng cổ tay thôi. Em cũng lâu quá rồi em mới về thăm anh được. Tại vì nghe thì em cũng có hỏi thăm lâu rồi. Vâng ạ. Em cũng có hỏi thăm bà con do cuộc sống thì mỗi người một phương.
nhưng dù sao nữa thì mình cũng là dân làng ấy nhở. Đúng rồi. Lâu lắm hôm nay đi lại gặp nhà chứ. Hoàn cảnh. Thì em bảo thôi. Anh sinh năm bao nhiêu anh nhỉ? Sinh năm 75 em. À. 75 anh 73. 70 nhưng mà chân tay là bị teo hết rồi các bạn. Thế. Đây không bằng cổ tay. Mười mấy năm rồi là coi như thế là may có chị là phục vụ như này là cũng tốt. 12 năm. Thế bởi vậy là em nói thế này, em cũng nghe thấy nói chung là em lâu rồi em không về làm mình nhé. Thế là em nghe thấy như thế mà thôi, cũng nhờ qua kênh Dâu Vlog đây ấy, đến chia sẻ cái hoàn cảnh điều kiện thực tế của mình. Hai anh em thì đang ở dưới cốc anh ạ, đang làm cái hàng rào khu dưới đấy, thì anh bảo là có cái hoàn cảnh ở huyện mình tội quá. Thế là thầy thì là anh dẫn vào xem. Dạ. Thế đấy. Vậy là thầy bây giờ hết ở đấy ạ. Cái đấy là cái riêng không thể nói ở đây được. Thì cũng qua thăm anh chị thì thôi em cũng chưa chuẩn bị được cái gì thì bảo thì anh bảo chạy qua thăm thế nào. Đặt qua để thăm để xem cái thôi thì hoàn cảnh điều kiện thực tế của anh. Thì thôi thì tôi cũng cảm ơn hai chú. Dạ. Thì tôi cũng không biết nói gì. Dạ. Thì thôi thì hai chú cũng quan lòng vậy đi nhiệt tình vậy đi đến vậy đi là thăm vậy đi là gia đình với lại vợ chúng tôi. Vâng ạ. Với các cháu. Dạ. Thì tôi cũng xin chân thành. Vâng. Cảm ơn. Đấy. Thế còn thì nói chung là hôm nay em à. Đó. Em thì chẳng có gì anh ạ. Đây em gửi anh 200 nhá, mua cái gì đỡ. Đấy không có tiền nhiều thì em đi chưa chuẩn bị gì thôi, gửi đỡ anh 200. Và anh bồi dưỡng. Nói chung là anh bồi dưỡng chứ không phải là cái gì cả. Còn anh em mình nếu mà ví dụ như ấy thì anh em còn gặp nhau nhiều anh ơi. Cầm 200 thì không biết mua được cái gì, mua thì hôm nào em lại ghé thăm anh nhận cho em. Đây là tấm lòng. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Dâu Vlog. Dạ. Anh nhá. Là chủ kênh ạ. Nói chung là em quý lòng nhiều anh ạ. Gửi anh 200 thì anh mua cái gì anh mua, thì bữa nào em ghé em thăm gia đình thì nó hay hơn. Thì nay là anh Lẫm thì cũng đột xuất anh ạ. Đó, nó đột xuất thì em cũng thôi quý lòng nhiều anh nhá. Dạ, cầm cho em hơn thì thế thì tôi xin cảm ơn nhá. Dạ vâng. Dạ anh nhá. Dạ. Chú ra quay cái khung cảnh dạ, anh muốn quay ba đây cho cô chú xem đây này. Đấy. Anh chị cũng rất vất vả. Đó. Không có gì ăn cả. Ngày trước hoành tráng lắm ấy chứ mà bây giờ là tự nhiên cái nào bị tai nạn cái nó khổ ấy chú. Thì cuộc sống mình không nói trước được. Thì đấy, khi mà người ta có câu là không ốm đau thì làm giàu, mới chốc mà ốm đau báo bệnh thì tiền bao nhiêu cũng hết. Đúng rồi. Dạ. Vâng. Em là thế muốn... cho nên bảo là câu ca các cụ bảo rồi mà không ốm không đau thì mấy chốc mà giàu. Anh nhá. Mà ốm đau thì phải khổ vậy. Em quay cho cô chú anh chị xem ra cảnh một xíu. Dạ. Đó. Khổ vậy. Nói chung là cuộc sống thì không ốm không đau thì làm giàu, mấy chốc mà các cụ mình có câu rồi. Đúng rồi. Làm sao mà mình biết được cái số phận mình sinh ra là như thế nào. Em đi luôn không? Có, tí nữa đi luôn. Bây giờ con em nó đang ở sau vườn này có trồng được cái gì không chị? Ở đây bột nước. Nước trong vườn nhỏ nhà điều kiện. Dạ. Cái điều kiện anh chị khó mà. Thì thôi nếu mà được thì em có khả năng tới đây em quay lại sau. Ừ thì mẹ nó mình cố gắng. Cứ khảo sát gia đình như vậy. Mình cứ chết mình cứ khảo sát nó thực tế. Dạ vâng. Chúc. Đấy. Tức là cứ ngày rằm mùng 1 và tháng 7 là hay bị này lắm mà chị. Có thấy riêng hả thế chứ, tôi có không gặp cái này rồi. Nên mới làm thì tôi không có bị đâu. Chắc ra ngồi cái tối nha, như em này, tối nữa. Sợ thật. À sau khi vừa ở nhà anh gì vừa rồi tàn tật anh Mẫn nhỉ? À anh Lẫm nhỉ? Đặng. Anh Đặng thì anh có dẫn đến một anh nữa có cái hoàn cảnh rất là khổ. Đây, mình cũng chia sẻ đây là có một cái điều kiện hoàn cảnh nói chung là cũng đáng rất là đáng thương. Anh tên là anh gì? Tên là Thông. À anh Thông. Trước đây là đại học đấy.
bên thuộc bên quân đội đấy. Dạ, sau khi mà cái tai nạn gì đó xong bắt đầu là tự nhiên đổ bệnh như thế, hoàn cảnh tội lắm. Trước đây là vợ giáo viên, rồi lên bây giờ mà ấy là lên cấp tá đấy. Tức là ngày xưa làm trong quân đội, làm trong quân đội là bị đổ bệnh ra. Đó, xong bây giờ ngay đây. Vậy là vợ chồng bỏ nhau rồi à? Thì vợ chồng bỏ nhau rồi. À vậy bây giờ hiện tại đất đây là không phải nhà anh ấy. Nghe em nghe, cũng nghe nói, em nghe đây là cái đất phải của người ta, có cái nhà này là vào đây ở thôi cũng bao nhiêu năm nay rồi. Chính xác, chính xác. À, ok, xin mời cô chú anh chị và các bạn đi theo chân của dâu nhé, đi vào xem cái hoàn cảnh của anh. Anh gì anh nhỉ? Thông, Thông. À anh Thông. Ồ. Chào anh Thông nhá. Ăn cơm chưa anh Thông ơi? Anh ăn cơm chưa? Anh lắm mày, anh con nói chuyện bình thường được không? Có, nói chuyện bình thường. À. Chú Thông nói chuyện đi, chú kia nó đang hỏi kìa. Anh Thông sinh năm bao nhiêu anh Thông? Chú Thông cứ nói bình thường đi. Tức là bây giờ là đi chợ búa là không đi được nữa. Chú đi run chân tay lắm, đi khó khổ lắm. Thông ơi cứ nói chuyện bình thường đi. Vậy thì cái hoàn cảnh này cũng rất là khổ bây giờ. Em nghe cái chị kia nói là sinh hoạt ăn nghỉ ở tại chỗ luôn. Đúng rồi đây này, chú nhìn này. Và không đi chợ, đi búa bị chân bị đau. Đúng rồi. Bệnh. Thế thì hoàn cảnh này mình cho tiền thì nó không hợp lý lắm. Vậy đúng thì rồi. Em sẽ tạo điều kiện là mua gạo rồi lương thực thực phẩm đến cho anh hàng ngày hàng tuần. Chứ bây giờ đưa tiền thì anh không tiêu được, không đi chợ đi bố được. Đó. Cô chú chị xem là bây giờ em vào đây xem là cái điều kiện hoàn cảnh thực tế. Anh cho em vào cái này cái. Em giờ mới đi, em mới thỉnh được. Đó, tấm lòng rất cao cả lại tặng cho chị bức tranh. Cảm ơn chú nhé. Dạ. À, thầy Thích Minh Tuệ, Thích Minh Tuệ đấy. Để lan tỏa cho tôi. À, em chào chị nhá. À rồi, đây thì mời các bạn vào xem cái ai già. Đây chú thấy con người ta chả biết thế nào được. Phòng này mà chúng mà ấy thì anh có đèn một lát, bật thêm một cái đèn một lát nữa cho nó sáng anh. Anh có đèn một lát không? Không. Ồ, đi vào trong này bốc một cái mùi hôi thối lắm của chú anh chị ạ. Ôi giời ơi. Nếu mà ở như thế này thì nếu mà cô chú anh chị mà ở đây thì chắc không ở được. Hôi mà bát đĩa. Học hành đại học ấy phục vụ trong quân đội 3 năm rồi đấy. À. Nhưng mà tự nhiên đổ bệnh. Chị có cái điện thoại này, bật thêm cái đèn một lát cho sáng em quay ở trong này. Ù mùi lắm luôn. Hôi lắm, chú nghĩ để ở đây mà ăn ở đây luôn mà. Sợ quá, cô chú chị. Bật cái đèn thêm cái đèn này để em quay cho nó sáng ở trong này. Tối lắm. Dạ. Đấy, chú nhìn đấy, kinh chưa? Ôi giời ơi, cái mùi không thể chịu được. Cứ ăn ở đây luôn thế này. Nói chung là cô chú chị cho em cái xong rồi để tí nữa chị chia sẻ một tí. Wow. Ôi cô chú anh chị thông cảm nha Lâm mà. Chia sẻ chỗ mùi quá. Dạ. Mùi quá. Rồi ok. À. Chị là như thế nào với anh ấy? Đó là chị dâu. À chị dâu à? Thế nên tình hình anh ở đây là như thế này là bao nhiêu năm rồi ạ? Cũng ở lâu rồi, tại vì là do là hai vợ chồng chú là ly dị lâu rồi. Dạ. Xong do là ngày xưa chú cũng làm công tác, nhưng mà rồi lúc gì là bệnh tật xong là quay ra là đâm ra nó mới ô ế như này. Tức là đổ bệnh. Đổ bệnh ra là bỏ cơ quan không ấy được rồi về là hai vợ chồng ly dị á thì coi như vợ mấy con ở nhà. Thế là vấn đề cơm nước là anh chị nhiều khi là cứ qua cho anh thôi chứ. Có thỉnh thoảng là thức ăn thức uống thôi chứ tại vì là ông xã là chị cũng mất. Thế chị cũng không thể cứu mang được. Chị ở một mình à? Ừ thì ý nói là bây giờ giả sử mà con ông xã như chị thì nhiều khi là cho ở chỗ nào đó chẳng hạn chứ bây giờ một mình chị là sao? Cơm nước hay mang mua đồ ăn mà. Còn chị thỉnh thoảng cũng rồi là con cũng mua đồ ăn đến đây có. Em tham gia một xíu nhưng mà phải cải thiện cái chỗ ăn ở này. Mà vào không thể chịu được cái mùi hôi thối nó kinh quá. Trời ơi. Bây giờ này chú bảo là ví dụ vợ con cũng gần đây cũng qua lại với luôn. Con nó cũng lớn rồi mà, năm nay đi thi đại học rồi. Năm nay cao đẳng rồi. Đấy. Nhưng mà vợ chồng nó bỏ nhau lâu thì phải không? Ừ lâu rồi, mười mấy năm này. Vậy là cái đất đây nó không phải đất của anh phải không? Không, ở nhà thôi, bây giờ không nơi nương tựa chú. Vậy thì có mảnh đất nào, anh có mảnh đất nào không? Không có, ngày xưa có nghĩa là khi mà ai cũng có gia đình thì bố mẹ em á, cái hoàn cảnh này em cũng nghe rồi, có một chị nói là một người vợ là bỏ rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ là nếu mà có mạnh thường quân nào mà giúp thì chị cho một miếng đất để xây một cái nhà. Không biết có đúng hay không. Thế cái này chị cũng đất. Chị cũng không nghĩ á, khổ lắm. Nhìn đất mà đất. Thế mà vợ cũng khổ lắm à? Vợ giáo viên thường nhưng mà vợ giáo viên bình thường thì đấy chứ cũng nghe này. Cái miếng đất mà giờ vợ đang ở là bố mẹ chị cho. Vâng. Cho Thông. Vậy cái hoàn cảnh này nó rất là khó khăn. Bây giờ nếu vợ chồng ly dị thì là vợ mới con thà rằng là không có nơi nương tựa. Em đưa lời chị thà rằng nếu mà anh có miếng đất thì có khả năng là cất cái nhà tạm được, nhưng mà đây không có đất à? Không có đất mà có bố mẹ ngày xưa cũng cho một miếng, bây giờ vợ đang ở con ở
có đâu. Thế thì là ồ vậy là hoàn cảnh này là rất là bây đặc biệt đấy. Bây giờ cũng ở ngật ngưỡng đây chứ bây giờ cái nhà đấy thì vợ con ở đâu. Anh đã ăn cái gì chưa anh? Đã ăn cái gì chưa? Chưa ăn gì à? À. Thế bảo anh ấy sinh năm 80 à? Đúng rồi, đúng rồi. 80 thì hơn em có 2 tuổi mà là gì chết. Phục vụ 30 năm trong quân đội đi. Vâng, đấy. Đồ bậy nhà vợ con ngon lành, gia đình điều kiện tuyệt vời lắm. Vâng. Tự nhiên cái này, số phận con người mà. À. Tội à? 80 mình. Ôi giời, nãy em vào trong phòng một nguệ luôn. Ừ. Không thể vào được, không chịu được cái mùi. Nói chung là không biết nào để diễn tả, nhưng mà thôi. Con người mỗi người một số phận một hoàn cảnh. Sợ thật. Dạ. Thế là cũng hay xem kênh của em à? Đúng rồi, dạ. Em biết. Mình là có một cái kênh này. Tức là viết chữ rất đẹp à? Ui giời, đừng hỏi. Mà là chúng học cái cơ nào, phục vụ biết bao nhiêu năm trong quân ngũ mà. Dạ, học hành đẹp lắm. Kể cả bây giờ như thế thôi, nhưng mà lấy một ký pháp 1, đẹp, chỉ kiểu nổ đâu. Cho nên con người sinh ra là không ai chọn được số phận ở chỗ đấy. Thì đó. Sợ thật. Học hành đến nơi đến chốn gì đâu về đùa đó. Mà nói chung là con nói chuyện chắc không bình thường. Con không nói chuyện bình thường đâu, đây chắc ốm mệt đấy. Anh Tàu, mày học khỏi âm đó. Thế bị âm này chuẩn bị rồi, mùng 1 đúng không? Ừ. Là đúng như bị nhập đó. Ý là cứ ngày mùng 1 ngày ấy này như chị ba nhập. Thế bảy là cả tháng luôn chuẩn bị mà. Chú biết nó cửa như thế này. À. Bây giờ chưa đâu, ít có mưa là làm đồ đặt đồ hết. Vậy âm. Vậy là anh ấy hiện hiện tượng là cũng kiểu bị vong viết gì đấy. Vong thì chỉ tháng 7 thôi, bình thường là vẫn bình thường. Chỉ tháng 7 thôi em. À. Cứ tháng 7 là bị như vậy. Thi thoảng bị thôi chứ không phải là ngày này. Sợ thật. À vậy là cái miếng đất này là của người ta, có cái nhà cũ này là bỏ đây thôi. Sợ thật. Nói chung là muốn xâm nhập sâu phía bên trong cho cô chú chỉ xem, nhưng mà vào không thể chịu được. Ôi lắm, ôi giời. Không ơi, không đâu biết mà. Ngày hôm nay sao ông không ăn gì để đói lại nữa. Hay là cô chạy đi ra mua cho anh hộp cơm cái gì ăn đỡ nhỉ? Đấy, chú là bị động kinh các bạn. Chứ cái ngày tháng 7 đang biết là cô chú chị bên cạnh nói là cứ ra đường nằm thì rất là khổ. Cảm ơn toàn thể quý vị các bạn cũng như các cô các chú các bác đã xem hết video của Dâu. Thì trên kênh của Dâu thì Dâu cũng bán một số các mặt hàng sản phẩm như là mật ong. Mật ong thì gồm có 4 loại như là mật ong khoái, mật ong ruồi, mật ong hoa cỏ xuyên chi và mật ong cà phê. Mỗi loại một giá, mình có ghim số điện thoại ở dưới. Các bạn mà mua cũng như các cô, các chú, các bác mà mua thì liên hệ trực tiếp cho Dâu nhé. Mật ong này thì gồm có thêm một sản phẩm nữa mà Dâu muốn giới thiệu tới cô chú anh chị mình, đó là tinh bột nghệ. Tinh bột nghệ này thì như Dâu cũng hay dùng vào một buổi sáng là pha một thìa mật ong và 2 thìa tinh bột nghệ này, quậy với nước ấm uống rất là tốt cho dạ dày vào buổi sáng. Ngoài những sản phẩm trên thì Dâu gồm có thêm cho các bạn và các bác, các cô chú nhà mình một sản phẩm, đó là hạt điều rang muối. Hạt điều rang muối thì có 2 loại luôn nhé, và giá cả thì mình cũng ghim trên màn hình, các bác cứ gọi theo số điện thoại đó. Song song với những sản phẩm, mình còn có thêm sản phẩm đó là trà lá ổi giúp giảm cân. À, thành phần gồm có là lá ổi, lá sen, hạt gạo nứt. Công dụng của nó là giảm cân này, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là bác nào bị tiểu đường, đấy, mỡ máu cao.
Ngoài ra Lâm còn có một số sản phẩm như là cà phê này. Cà phê là cà phê nhà rang xay, hàng nguyên chất. Một bì như này là đóng 5 lạng. Và đây nữa là sản phẩm tiếp theo là sản phẩm chè dây. Chè dây thì 100% nguyên chất, là dùng 20 đến 30 gram chè dây khô cho vào một ấm nước đấy, các bác đun uống hàng ngày. Có một cái công dụng là giúp thanh nhiệt cơ thể này, giải độc này, hỗ trợ viêm loét dạ dày, hỗ trợ điều trị các chứng mất ngủ, giảm stress, giảm cân, rất là tốt cho các bác lớn tuổi đấy. Bác nào mà mua thì cũng liên hệ vào số điện thoại cháu đã gắn ở dưới màn hình. Qua đây cũng xin cảm ơn tất cả các cô chú cũng như các bác trong thời gian vừa qua cũng có mua ủng hộ cho Lâm rất là nhiều, thì cũng trích một phần cái tiền ở mua hàng để đi làm từ thiện. Qua đây cũng xin cảm ơn các cô các chú các bác và các bạn một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú các bác vào những video tiếp theo. Bye bye.